Lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh tiểu bộ số 60 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, hãy để cho người ấy làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh, và tu tập từ tâm, tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính cảm ơn Quynh Vắt Ta Ná đã post bài. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, kính chào cô Tùy Duyên. Kính cảm ơn Rằng Đông. Dạ. Con Tâm Phương, con xin đọc tiểu bộ kinh phần 260. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh, và tu tập từ tâm, tu xong ba pháp ấy, những cái pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quá Thá Ná. Dạ, kính mời chị Sương Mai ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Lạc Lê ạ. Dạ con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin được đọc tiểu bộ kinh phẩm 2 đoạn 51. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, do phước nghiệp và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh,
và tu tập từ tâm, tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và kính cảm ơn Quỳnh Quách Thành đã đưa bài lên. Và cái nick này, cái màu này đọc Sư Mai không đọc được nha. Kính cảm ơn, mời quý vị nha. Nhờ vị nha. Dạ, xin mời mời Trần Đạo nha. Dạ, Bất Thai giá, Nam Mê Thâm Ma giá, Nam Mô Sa Khà giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tổ Minh Thần, kính đảnh lễ cô Phụ Nữ Tự Nhiên, kính chào với anh chị Trần Đạo Tràng. Con xin đọc đoạn kinh tiểu bộ đoạn 51 ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do sự tu tập tác thành? Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xin gửi mic cho chị Thiên Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, chị Phương. Dạ, cảm ơn chị Rạng Đông và Hoa Nguyệt đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con là Kim Nhung, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka phẩm 2, bài 60. Điều này đã được nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp do sự tu tập tác thành? Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh
Tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù, ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn huynh Watthana đã post bài ạ. Dạ, xin kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ông bà, con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Tí Bút Ta. Điều đã được Thế Tôn đã được bậc A nói đến. Và này các tỷ kheo, ba phước nghiệp sự này thế nào là ba phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới và sự tu tập tác thành? Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp này, phước nghiệp sự này Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa ở đây. Điều nói đến, hãy để cho người hướng lai đem lại căn an lạc, tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ bậc hiền trí sanh tại thế giới an lạc, không phiền não thù, ý nghĩa này đã được Thế Tôn và tôi đã được nghe. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, mới mời bằng tay của Thanh Hoàng. Alo, alo, alo. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo ạ. Con xin kính đảnh lễ các chư tăng chư ni ạ. Con xin kính đảnh lễ tất cả đạo tràng. Con là người mới, con ở Hà Nội ạ. Con cũng mới cho nên là con chưa biết, thì con cũng xin các đạo hữu để giúp con ạ. Bây giờ con xin đọc Kinh Tiểu Bộ phẩm 2 ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này thế nào là ba phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do sự tu tập tác thành? Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này Thế Tôn đã nói lên, ý nghĩa này ở đây, điều này đã được nói đến, hãy để cho người ấy học tập làm công đức hướng dẫn đến tương lai đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm, từ xong tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con kính xin hết ạ. Con xin lỗi vì con cũng mới, con chưa hiểu được lắm ạ. Rồi xin chào và con nhường mic lại cho con cũng không hiểu Watthana là ai nữa ạ. Con xin kính tri ân ngài Watthana, con cũng không biết, con xin lỗi.
Dạ, sa thu sa thu an thay sa hoàng. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Khà Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc kinh tiểu bộ Iti Vuttaka. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước thiện nghiệp này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. À, Nam mô Phật Thà Ya. À, con xin được sâu mic. À, kính mời Sita Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Vát Thà Na. Dạ, cảm ơn Sích Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên, Sích Răng Đông, Sích Văn Nguyệt, cha Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, anh Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, trước khi con đọc bài, con xin tán thán Thanh Hoàng. Dạ, rất là xa thủ Thanh Hoàng mới vào room có mấy ngày thôi mà đã cầm mic được, đã đọc bài được là rất là hoan hỷ rồi. Dạ, giỏi lắm rồi, giỏi hơn Nhật Quỳnh rất là nhiều. Hồi xưa Nhật Quỳnh không có được như vậy đâu. Mà như vậy là tốt lắm rồi, yên tâm đi, không có sao hết. Dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh cũng khen Thanh Hoàng đó, thấy không? Dạ, nên là đạo tràng rất là hoan hỷ nha, đón tiếp, đừng có lo về hết nha. Dạ, con xin được đọc bài. Dạ, cảm ơn Minh Quát Hà Ná cho bài học. Dạ, con xin được đọc kinh tiểu bộ phẩm 2, 60 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do sự tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, còn vị nào? Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp, đọc bài chưa Tâm Pháp? Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đọc bài không Tâm Pháp? Mời Dung Nguyễn nữa kìa. Dạ, mời Dung Nguyễn. Rồi, mời Dung Nguyễn nha. Mời Tâm Pháp, mời Dung Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng.
con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào các cô chú ạ. À, con xin phép đọc bài Tử Bộ Kinh Ý Tí Vứt Tá Cá phẩm 2. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do sự tu tập tác thành. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con, dạ con đã đọc xong rồi ạ. Con kính dâng mít đến cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú kính cảm ơn Dung Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ cảm ơn Thích Trần Đông cô tu nữ tùy duyên, Thích Trần đạo tâm pháp cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ sa thú rành thai. Dạ cảm ơn tâm pháp. Nhà Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, chị Sương Mai, Dung Nguyễn, Minh Quách Thanh Á, Sích Thanh Hoàng, Cẩm Vân, Sích Kim Nhung, Sích Trần Đạo, Sích Tâm Phương, Sích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài cũ là bài 60 La Mã. Dạ bây giờ thì đã đến giờ bài mới giống như tâm pháp đã nói. Nhà Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhà Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được đếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thà Dạ. Và trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh kinh ạ. Và con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt và con tri ân sư cho con biết được tín hiệu 61 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba con mắt này, thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư thiên và mắt trí tuệ. Này các tỳ kheo, có ba loại mắt này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây
Điều này đã được nói đến. Mắt thịt, mắt chư thiên, vô thượng, mắt trí tuệ, có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân đã tuyên bố trình bày sanh khởi của mắt thịt, con đường mắt chư thiên. Từ đấy trí khởi lên, tuệ nhãn là tối thượng. Ai chứng được mắt ấy giải thoát mọi khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư con kính dân bích đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dân bích đến sư à. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thi ân sư. Dạ, con kính dân bích đến sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sắc Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó là chúng ta học qua bài số 61. Ở phần chánh kinh thì cô Nhật Quỳnh cũng đọc qua rồi. Đó là hôm nay chúng ta học qua ba cái loại mắt. Thứ nhất là con mắt thịt. Thứ hai là con mắt của chư thiên. Thứ ba là mắt trí tuệ. Thì đây là ba cái loại mắt. Thì thường thường đó là có những cái bài kinh Đức Phật ngày nêu về hai cái loại trí tuệ, tức là cái trí tuệ của thế gian và cái trí tuệ siêu thế, tức là cái trí tuệ của người biết tu tập để xuất khỏi thế gian. Đó là trí tuệ của bậc thánh. Có những bài kinh nêu như vậy. Nhưng mà trong cái bài kinh hôm nay đó thì chúng ta học ba cái loại mắt mà chúng ta tìm hiểu ở đây đó. Thì trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakkhavantang Apikwadeemi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền. Subhatibano Phagavato Sawakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Chư Tăng các ngài đã đắc quả thánh, hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bích Tha Giá. Và kính bạch Chư Tăng, trước tiên đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về trong cái nội dung của bài kinh này đó, là Đức Phật ngài nêu về cái con mắt thịt. Mắt thịt chắc lẽ là ai cũng biết rồi. Chúng ta sanh ra đời thì làm thân nhân loại, mắt đúc sát, tức là nhân loại đó, thì chắc chắn là chúng ta có hai cái con mắt. Có những người sinh ra thì bị mù ở trong bẩm sinh cha mẹ, từ trong bào thai thì đã mù sẵn rồi. Có người thì lớn lên nó bị một cái tai nạn gì đó thì mù cũng có. Nhưng mà con người thì rõ ràng là chúng ta có hai cái con mắt. Con mắt coi như là cửa sổ của tâm hồn. Thì con mắt này đó là thí dụ như là chúng ta thấy đó là con mắt là để chúng ta nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng đó là ở trong Di Diệu Pháp thì chúng ta gọi là nhãn căn, hay gọi là nhãn vật. Nhãn vật là con mắt, hay là nhãn căn là con mắt.
Thì trước tiên đó là chúng ta thường nghe ở trong Phật giáo á, nêu đó, đó là căn, trần và thức. Căn, trần và thức. Căn tức là con mắt của chúng ta, hai tai của chúng ta, mũi của chúng ta, lưỡi của chúng ta, thân xúc chạm của chúng ta, vân vân. Thì cái đó được gọi là căn. Trần tức là cái cảnh mà nó đối chiếu, cảnh đối chiếu. Thí dụ như mắt thì chúng ta chỉ có thấy cảnh sắc thôi, mắt chúng ta chỉ thấy cảnh sắc, chứ mắt không có nghe được âm thanh, mà tai mới là nghe âm thanh được. Mỗi căn thì nó sẽ tiếp xúc với một trần cảnh, và căn thì nó chỉ nương tựa ở nơi căn, thì thức nương tựa ở đâu thì gọi là thức đó. Thí dụ như là tâm của chúng ta, thức ở đây là mình nói đến cái tâm của mình, nói đến cái thức ở đây cũng có một, mặc dù là cái tên Bali ấy, gọi là Vinyana, tức là nó nương vào ở trong cái căn của chúng ta, tức là trong con mắt của chúng ta. Rồi có cái cảnh, cảnh đó là cảnh trần, trần cảnh là nó, tức là cái cảnh mà do con mắt thấy. Ví dụ như thấy người nam, người nữ, bông hoa, quả đất, trái đất, hay là cây cối, hoa lá, đất đá, vân vân. Cảnh màu sắc này, màu sắc kia đó, thì mắt chúng ta thấy cái cảnh đó, thì đó gọi là cảnh sắc. Đó là cảnh sắc. Mắt chúng ta thấy cảnh sắc. Tai chúng ta thì nghe âm thanh. Mũi chúng ta thì ngửi mùi. Lưỡi chúng ta nếm cái thức ăn hoặc là thức uống, cảnh vị. Thân chúng ta thì là xúc chạm, xúc chạm với một cái cảnh nào, cảnh đó là cảnh xúc. Thì khi đó đó, khi mà chúng ta gọi là mắt thịt. Mắt thịt thì như vậy, thì mắt ở đây là chỉ cho nhãn căn, nhãn căn của chúng ta, hay là con mắt của chúng ta. Và ở trong tâm mà nương gựa vào con mắt thì gọi là nhãn thức. Rồi con mắt mà chúng ta thấy cái cảnh đó là gọi là cảnh sắc. Cho nên cả ba cái yếu tố đó, ba yếu tố chính. Nếu mà một người mà không có tâm thức, tức là một xác chết ấy, họ cũng có con mắt, họ cũng có con mắt, rồi cũng có cảnh sắc, nhưng mà tâm thức không có thì không thành hình thành được chữ sự thấy được, hình thành như này. Cho nên nó con mắt mà để mà thấy ấy, thì chắc chắn là phải có căn, rồi có cảnh, rồi có thức nương tựa, thức nương tựa, thức nương tựa vào nhãn căn. Rồi bên cạnh đó là có những cái yếu tố phụ thuộc. Yếu tố phụ thuộc ở đây đó là ánh sáng. Rồi phải có sự chú tâm vô đó. Rồi có cái phản không. Phản không tức là từ ở con mắt mà đến cái vật mà để chúng ta thấy, cái cảnh mà để cho chúng ta thấy. Cảnh đó dù là chúng ta, mặc dù là chúng ta để cái bàn tay sát vô ở trong cái con mắt của mình, thì mình cũng vẫn thấy cái bàn tay của mình. Thì nó cũng có cái phản không từ ở con mắt chúng ta đến cái cảnh, cái bàn tay của chúng ta, cái phản không đó. Rồi nó phải có cái ánh sáng, chứ còn bóng tối chúng ta cũng thấy được. Như vậy thì con mắt ở đây á, là chỉ cho con mắt thịt. Trước tiên là con mắt thịt thì ai cũng có con mắt đó. Và khi mà căn mà tiếp xúc với trần cảnh á, thì thức nương tựa vào đó để nhận biết, để nhận biết cái cảnh nó ra sao, nhận biết cái cảnh nó ra sao. Rồi từ đó đó mới sinh ra cái phản ứng. Sinh ra cái phản ứng là thích hay là không thích, hay là bình thường. Không thích ở đây là chán ghét. Bình thường là không chán ghét, mà cũng không có thích nữa. Nó có những cái trạng thái như vậy. Và cho nên là khi con mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh, ví dụ như mình thấy, chúng ta thấy cái cảnh đẹp, bông hoa đẹp thì mình thích, hay hoặc là thấy một người nam người nữ gì đó đẹp mình thích, thì cái đó là nó sinh thích. Rồi lỡ mà gặp một cái người nào đó mà xấu, hay là cái người nào đó không, mình không thích, mình không ưa người đó, mình không muốn thấy người đó, mà thấy người đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó cảm thấy khó chịu. Cho nên ở đây đó là khi mà căn tiếp xúc với trần cảnh, đó là sự giao thoa. Thức nương tựa vào căn, tức là nương tựa vào mắt của chúng ta để thấy cái cảnh đó, để thấy cái cảnh đó, do ánh sáng, do phản không, do sự chú ý, sự tác ý đó, sự chú ý vào trong đó, trong cái cảnh đó, thì chúng ta mới có thể thấy được. Thì khi chúng ta thấy như vậy đó, thì cái lộ trình tâm, mặc dù đó là lộ ngũ,
mặc dù đó là lộ ngũ. Lộ ngũ tức là thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sanh ra cái phản ứng. Phản ứng này chúng tôi muốn nói tức là nó sinh ra cái ưa thích, hay là nó chán ghét, hay là nó bình thản. Nó tùy theo vào cái lộ trình tâm của chúng ta mà lúc đó nó sinh ra cái phản ứng. Thì con mắt của chúng ta đó, con mắt phàm của chúng ta, mắt thịt của chúng ta đó, thì cái sự thấy đó đó, nó cũng chỉ là vốn thấy tự nhiên thôi. Nó là những cái nếu mà nói theo duy dự pháp thì đó là một cái sự sinh hoạt bình thường của các căn, của các cái cặp nhãn quan, các cái gọi là ngũ song thức đó, thì nó có thấy cảnh tốt hoặc là cảnh xấu, nó nghe cả âm thanh tốt hoặc là âm thanh xấu, nó ngửi cái mùi thúi hay là nó ngửi cái mùi thơm, nó nếm cái vị đắng hay là nó nếm cái vị ngọt, hoặc là nó xúc chạm cái sự nóng lạnh khó chịu hay là xúc chạm một cách dễ chịu. Thì tùy vào mỗi cái cảm xúc của chúng ta ở trong cái khi thân chúng ta tiếp xúc với lại các cái trần cảnh, hay là các căn của ta tiếp xúc với trần cảnh, nó sinh ra cái phản ứng. Thì ở đây á, nói đến cái con mắt á, thì có lẽ là chúng ta chỉ nói rằng con mắt thịt ở đây là chúng ta thấy. Từ đó, bởi vậy cho nên là cái người tu của mình á, là mình thấy, mình tập cho mình á, mình thấy cũng chỉ là thấy thôi. Chỉ có sự chứ không có người thấy. Và chúng ta tập thấy như vậy đó, ở trong cái sự tu tập của mình á, là mình phải cần có cái chánh niệm. Chánh niệm, thấy cũng chỉ là thấy. Thấy người, thấy hình ảnh, thấy cảnh này cảnh kia. Sự thật ra thì căn cảnh và thứ gặp nhau á, là sự giao thoa để sinh ra xúc. Mà xúc mà chúng ta không có sự tu tập á, thì nó sinh ra cảm thọ. Sinh ra cảm thọ. Mà thọ mà chúng ta không có tu tập á, thì dễ dàng nó sinh ra cái ái. Cái ái ở trong đó. Vì vậy cho nên con mắt của chúng ta đó là khi nhìn thấy cảnh sắc thì chúng ta cần phải có cái sự tu tập chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày của mình. Chánh niệm chứ nghĩa là sao? Khi chúng ta nhìn cái sự vật đó, cái sự vật đó, người hay vật gì đó, thì chúng ta nhìn á, thì chúng ta luôn luôn có một cái chánh niệm, chỉ biết thấy như vậy thôi. Tập cho mình là như vậy. Chỉ thấy, biết thấy gì, ghi nhận biết như vậy thôi. Chứ chúng ta cũng cần không cần phải soi thấu hay là tìm rõ cái này cái nọ để rồi thích thú hay là không thích thú, chán ghét hay là không chán ghét. Như vậy thì ở đây đó, chỉ nhận biết là ở con mắt của mình thấy. Đó là cái sự tu tập trong đời sống hàng ngày trên cái phương diện tu tập của mình. Bởi vì nhiều khi người ta nói bên ngoài là mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi nhiều khi đó cũng từ cái chúng ta thấy con mắt nó rất là quan trọng. Nếu mà mình nói một người bình thường mà họ mù á, thì rõ ràng là con mắt một người đó họ mất mát rất nhiều á. Nhưng mà con mắt á, nhờ chúng ta thấy được, nhờ chúng ta thấy được. Nếu như mình có người tu, mình là một người tu á, thì mình có thể thấy hình ảnh của Phật, hình ảnh của giáo pháp, hình ảnh của chư tăng, hình ảnh của những người tu tập thiền thiện á, thì cái tâm của mình nó cảm thấy hoan hỷ, phấn khởi lên. Mình thấy hình ảnh của cái điều, những người đó như vậy thì chúng ta, đối tượng đó như vậy thì chúng ta cảm thấy nó hoan hỷ hơn. Còn nếu như chúng ta mà nhìn cái cảnh nào mà nó không tốt, không đẹp ấy, nếu mà chúng ta nhìn lại cái cảnh đó mà chúng ta không có chánh niệm ấy, thì tâm của chúng ta nó cảm thấy khó chịu. Nhưng mà rõ ràng thì ở đây đó, con mắt chúng ta thì có quyền thấy. Nhưng mà khi thấy như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận, biết là như vậy, biết là như vậy. Cho nên là ở trong kinh mà Mangala Sutra, tức là kinh hạnh phúc đó, thì trong đó có một cái chi pháp là diện kiến bậc sa môn. Diện kiến bậc sa môn tức là nếu mà con mắt của mình mà thấy được cái hình ảnh sa môn, tức là chỉ cho bốn bậc thánh hay là chỉ cho những vị tỳ kheo tu tập chân chánh đó, thì rõ ràng là tâm của mình thấy hiền thiện, thấy hiền thiện, thấy cái cảnh đó là cái cảnh hiền thiện. Và trong kinh Pháp Cú có một cái câu Pháp Cú á, Đức Phật này dạy rằng: Sa môn trú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết bao an lành. Sa môn tức là chỉ cho các cái bậc thánh, hay là hình ảnh của những vị tăng cao thượng. Khi chúng ta nhìn về những người đó,
chúng ta biết về những hình ảnh đó, thì tâm chúng ta thấy cái cảnh thiện thì tâm chúng ta sanh cảnh thiện, mắt chúng ta thấy cảnh thiện thì tâm chúng ta sanh cảnh thiện, đó gọi là thấy cao thượng. Hoặc là mình thấy hình ảnh của Đức Phật, mình nhớ hình ảnh của Đức Phật, mình thấy hình ảnh của giáo pháp, lời dạy của Đức Phật, hay là mình thấy hình ảnh của tăng chúng, mình thấy cái những hình ảnh đó là hình ảnh cao thượng. Cho khi mình diễn kiến những cái bậc đó đó, thì cái tâm của mình thật sự là có được sự an lạc, bởi vì mình sống bằng niềm tin, mình thấy hình ảnh đó có cái niềm tin, nó sanh khởi cảnh thiện, để tâm thiện sanh khởi thì mình cảm thấy nó vui. Như vậy thì con mắt ở đây đó, chúng ta thấy rằng con mắt thịt thì rõ ràng là chúng ta mắt chúng ta thấy nhiều thứ lắm, cảnh tốt có, cảnh xấu có, cảnh bình thường có hết. Nhưng mà nếu mà một cái người tu của mình á, thì dù mắt chúng ta thấy, chúng ta chỉ có duy nhận thôi, biết thấy là thấy như vậy, chứ chúng ta cũng đừng có phải sanh phân biệt để rồi sanh cái phiền não ở nội tâm, ưa thích hay là chán ghét gì đó, thì tránh cái tình trạng đó đi, tránh tình trạng này. Cho nên nếu mà có căn mà không có thức thì cũng không được, mà có căn có thức mà không có cảnh cũng không được, ngược lại có cảnh có căn mà không có thức cũng không được. Cho nên ba yếu tố này hợp lại cho nên gọi là xúc. Ba yếu tố này gặp lại là xúc. Cho nên mỗi tâm nương tựa một căn và chỉ biết một cảnh. Mỗi tâm chỉ biết một cảnh thôi. Mặc dù nói rằng trong Di Diệu Pháp là 121 tâm, nhưng mà sự thật đó là phân tích ra. Sự thật là chỉ có một tâm thôi. Và một tâm đó nó sanh khởi ở đâu thì gọi tên nó ở đó. Nếu mà nó tâm nương tựa vào mắt, gọi là tâm nhãn thức. Như vậy thì mắt chúng ta chỉ có nhiệm vụ là thấy thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có tu tập đó, không có chánh niệm đó, thì rõ ràng là con mắt chúng ta từ đó mà nó sinh ra phiền não. Bởi vì mình thấy cái cảnh gì mà mình thích thú đó, thì ái luyến sanh khởi. Mình thấy cái cảnh gì mà nó không thích thú, không hài lòng thì sự khó chịu sanh khởi. Sự sân giận khó chịu sanh khởi, bực bội khó chịu sanh khởi. Cho nên là cả những cái trạng thái đó chúng ta tránh. Và với nhiệm vụ của những người tu trên đời sống, Đức Phật Ngài nói rằng các căn cần phải có cái sự thu thúc. Thu thúc tức là mình nhìn bằng sự chánh niệm, bằng chánh niệm. Sáu căn phát ái dục ra, cũng như giống cỏ ma la một tràng. Đức Phật này ví như vậy. Thì cái giống cỏ đó, chúng ta cũng không biết là cái giống cỏ ma la nó là sao, nhưng mà có lẽ là cái giống cỏ đó nó lan rộng rất là mạnh, cho nên là từ ở trong sáu cái căn của mình mà phát ra cái ái dục, cái ái nhiễm đó, từ ở đó. Cho nên là cũng như Đức Phật này ví dụ giống như giống cỏ ma la một tràng như vậy. Hoặc là có chỗ thì Đức Phật này nói lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, vân vân. Phòng hộ ở đây là có sự thu thúc bằng chánh niệm, cho nên con mắt thịt của chúng ta là quan trọng lắm. Nó cũng đã là để thấy đó, nhưng mà để nhìn đó. Nhưng mà nếu chúng ta không có thu thúc đó, thì phiền não cũng nương tựa vào mắt đó mà sanh khởi. Do vậy thì Đức Phật ngày dạy ở đây là con thịt là để thấy. Nhưng mà cái tầm mắt thịt của chúng ta đó, thì chúng ta cũng thấy cũng đâu có xa lắm đâu, cũng dài trăm mét lắm là rõ rồi. Ngày nay chúng ta có nhiều cái kính hiển vi hay là kính ống nhòm để chúng ta nhìn nó đi km vậy thôi, chứ còn sao mà chúng ta thấy được. Hoặc là có những cái kính viễn vọng rồi người ta thấy xa, thì đó là nhờ cái yếu tố. Nhưng mà con mắt của mình thì cũng vậy, thấy lắm là cũng dò dài trăm mét chứ đâu thấy rõ hơn nữa. Thấy rõ để mà rõ mồn một thì không có xa đâu. Đó là con mắt, gọi là con mắt thịt. Bây giờ chúng ta thấy con mắt thứ hai nữa là con mắt chư thiên. Chư thiên ở đây chúng ta hiểu, khi mà nói đến chư thiên thì phải một điều, đó là chư thiên hay là phạm thiên cũng đều là quá sanh hết. Những cái cảnh giới chư thiên thì loại trừ cái cõi nhân loại của chúng ta đấy. Cõi nhân loại chúng ta cũng có chư thiên hư không á, chư thiên ngoài cội cây, chư thiên ngoài vách nhà, chư thiên xung quanh chùa, vân vân.
thì có những gọi là địa chư thiên, rồi chư thiên ở hư không. Thì những chư thiên á, thì có chư thiên tứ thiên vương, chư thiên đao lợi, chư thiên dạ ma, chư thiên quá lạc thiên, hay là chư thiên tha quá tự tại. Đó là các cái cõi mà chư thiên dục giới. Nhưng mà chư thiên ở đây chúng ta hiểu là bao gồm các vị phạm thiên nè. Chúng ta hiểu vậy, hiểu là các vị phạm thiên. Thì phần lớn là những chúng sinh này đó là bằng quá sanh. Như vậy thì chư thiên ở cõi dục giới đó có thể là do họ có phước. Do họ có phước. Họ có phước họ mới sinh về các cái cảnh giới đó. Dù là cảnh giới mà chư thiên ở tứ thiên vương á, thì tuổi thọ thì cũng 500 tuổi thôi. Và một ngày một đêm thì ở cõi tứ thiên vương bằng 50 năm ở cõi người mình. Ví dụ vậy đi. Một ngày một đêm ở cõi người của mình á, là xin lỗi, ở cõi chư thiên tứ thiên vương á, là bằng 50 năm mà họ sống được 500 tuổi như vậy. 500 tuổi vậy. Thì cái tuổi thọ của chư thiên tứ thiên vương đã là tuổi thọ mình thấy cũng đã dài rồi đó. Đừng nói tới cái chuyện mà sanh ở cõi chư thiên đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại, vân vân. Đó là chư thiên ở cõi dục giới. Mà sanh về các cái cõi chư thiên đó đó thì đều là những chúng sinh có phước hết. Mà là đều là quá sanh hết. Do chúng ta tu tập, do bố thí, do là trì giới, do là tham thiền. Do tham thiền mà có chánh niệm trước khi chúng ta lâm chung, mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta sanh về cõi đó. Mặc dù chúng ta chưa có đắc được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì, chúng ta chưa chứng thiền. Còn nếu chúng ta chứng thiền thì có lẽ là chúng ta sanh về các cái cõi trời phạm thiên sắc giới. Nếu chúng ta chứng thiền giác sắc thì chúng ta sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới. Nè, tùy theo cái thiền chứng của chúng ta mà chúng ta sanh. Thiền, nếu chúng ta chính sơ thiền thì chúng ta sanh về một trong ba cõi sơ thiền, vân vân. Thì ở đây đó, nói đến chư thiên á, thì là phải nói là chúng sanh về cảnh giới, sanh về cảnh giới đó, đó là đều có phước, đều có phước. Ngay cả chư thiên dục giới cũng là những chúng sanh có phước. Rồi nếu mà sanh về cõi phạm thiên sắc giới đó thì vị đó cũng phải có phước, vị đó phải chứng thiền, vị đó phải chứng thiền mới sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Thì giờ khi mà mình nói đến chư thiên ở đây đó, thì cái tất nhiên của các vị chư thiên đó, cái bẩm sinh tự nhiên của các vị chư thiên đó, bởi vì chư thiên là quá sanh mà, cho nên khi họ sanh ra thì họ phải có thiên nhãn. Tức là con mắt của chư thiên. Và con mắt của chư thiên đó, thì có lẽ là họ thấy rất là xa, thấy rất là lâu, vân vân. Ở đây có thể nói là mình nói con mắt là họ có thể thấy từ cảnh giới này sang tới cảnh giới khác. Chúng ta có thể nói rằng là họ có thấy xuyên suốt. Thì chúng sanh mà sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới thì do chứng thiền, tùy theo cái thiền chứng của họ. Còn chúng sanh mà sanh về các cái cõi trời dục giới vui, như là tứ thiên vương, đao lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên hoặc là tha quá tự tại, thì những chư thiên này đều là có phước. Cho nên cái bẩm sinh của những vị chư thiên là quá sanh, và họ có các cái pháp thần thông. Có các pháp thần thông. Ví dụ như là chư thiên thì họ phải biến hóa được nè. Rồi họ phải có cái thiên nhãn, tức là họ phải thấy xa nè. Thấy được các cảnh giới khác nè. Ví dụ vậy. Cho nên là cái việc mà chúng ta thấy là cái đó là cái năng lực tự nhiên của các vị chư thiên, do là họ quá sanh và họ sanh về cảnh giới đó là họ có phước, cho nên họ phải có cái thiên nhãn, tức là họ thấy rất là xa, thấy các cái cảnh giới khác. Rồi họ sanh về cõi nào đó thì họ có các cái phước của họ. Rồi nếu mà sanh về các cái cõi trời phạm thiên sắc giới đó, thì các vị này phải chứng thiền. Chứng thiền. Và chứng thiền như vậy đó thì chắc chắn là họ, chúng ta cũng biết đó, là nếu mà mình nói theo Di Diệu Pháp ấy, thì cái vị mà gọi là biến hiện được thần thông đó, thì vị đó phải chứng được ngũ thiền sắc giới.
của thiền sa giới. Nếu nói theo kinh tạng đó, thì vị đó phải chứng tứ thiền, thì chỉ còn có xả và định. Xả và định, hai chi đó. Thì khi mà họ biến hiện thần thông á, họ biến hiện thần thông, vì vậy họ, một người mà các cái vị mà phạm thiên sắc giới á, thì họ nếu mà đã có thần thông, họ có thần thông thì gọi là chứng tứ thiền ngũ thông. Tứ thiền là mình nói theo kinh tạng, ngũ thiền thì nói theo di diệu pháp, tầm và tứ đó, tầm tứ đó. Thì chỉ còn có xả và định. Thì lúc bấy giờ đó, cái nội tâm của vị này đó, thì quý vị biết đó là áp chế các cái triền cái, và cái vị ấy phải sẽ hiện thần thông, thể hiện thần. Khi mà lộ hiện thông á, thì chúng ta cũng thấy là chuẩn bị cận hành thuận thứ, rồi hiện thông. Thì lúc đó đó là họ hiện thần thông. Hiện thần thông bằng cái, ở đây gọi là thiên nhãn thông. Ngũ thông mà chúng ta muốn nói ở đây tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta kha tâm thông, túc mạng thông và biến hóa thông. Đó là ngũ thông. Thiên nhãn thông tức là con mắt của họ thấy rất là xa, thấy các cảnh giới. Rồi thiên nhĩ thông tức là lỗ tai họ nghe rất là xa. Tha tâm thông tức là biết thâm tâm của người khác. Túc mạng thông tức là biết được kiếp trước của mình và những người khác. Rồi cái biến hóa thông tức là một hình mà biến hóa ra nhiều hình, từ hình dạng này sang đến hình dạng khác. Chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện của ngài Chu Lát Banh Thát Cát, cái vị mà học học một câu kệ mà lâu quá không thuộc đó, 4 tháng không thuộc đó. Và sau đó chứng quả vị A-la-hán, thì vị này lại là khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi trai tăng, cái nhớ là những người đàn tính mới nhớ thỉnh vị này, thì Đức Phật mới bảo là trả về chùa Kỳ Duyên mà cầm chổi quét, thì biết vị đó là Chu Lát Banh Thát Cát, thỉnh vị đó đến để mà trai tăng. Sau đó thì những người đàn tính họ đến thỉnh vì vị này biết được, cho nên là vị này biến hóa ra nhiều vị mà cầm chổi quét cũng không biết ai, cũng không biết vị nào. Cuối cùng thì vị này mới biến lại từ cái hình một người, một vị duy nhất, đó là vị Chu Lát Banh Thát Cát. Thì ở đây giống như chúng ta coi trong phim mà Tây Du Ký, mà Tây Thiên mà cầm một cái nấm, một sợi nhổ, một nấm lông nhai 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 phun ra cái nhiều Tây Thiên vậy đó. Thì cái chuyện mà biến hóa thông á, là biến từ hình dạng này sang tới hình dạng khác mà rất là nhiều. Đó là cái năng lực tự nhiên của chư thiên. Bình thường thì họ có những cái sự biến hóa, nhưng mà một người mà chứng thần thông á, là cái năng lực do tu tập của họ. Năng lực này không phải năng lực tự nhiên, mà năng lực tu tập của họ, họ có được cái biến hóa thông. Có cái biến hóa thông. Nói như vậy để cho chúng ta là thấy là các vị phạm thiên, ngoại trừ những bậc thánh thì có cái gọi là lậu tận thông nữa, nhưng mà đối với những vị bình thường á, bậc thánh mà bậc thánh A-la-hán thì có cái lậu tận thông. Nhưng mà bây giờ mình nói đến những người mà phàm mà chứng thiền á, thì những vị này phải có tứ thiền ngũ thông, tức là năng lực do tu tập, do tu tập mà có. Còn chư thiên mà được biến hóa đó là năng lực tự nhiên do phước báo, năng lực tự nhiên do phước báo. Ví dụ như là sanh về cõi tứ thiên dương đa lợi dạ ma, họ biến hóa được từ hình dạng này sang hình dạng khác được, rồi biết được cái chuyện quá khứ vị lai. Ngay cả những cái con giỏ so mà nó còn biết chuyện quá khứ vị lai. Quý vị đọc ở trong kinh Pháp Cú thì có cái câu chuyện mà nữ giỏ so mà biết được năm nay mưa nhiều mưa ít đó. Cái chuyện câu Pháp Cú số 2, số 3 gì đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng năng lực do tu tập là các cái gì phạm thiên sắc giới, hoặc là do tu tập. Năng lực mà thần thông á, mà tự nhiên á, là do, tự nhiên bẩm sinh á, thì do là phước báo. Tại vì họ có phước họ mới sanh về các cái cõi trời đó, cõi trời dục giới vui đó. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là đối với một cái vị mà chư thiên á, thì họ có được cái những cái con mắt đặc biệt
họ thấy được những cái cảnh đó. Và đó là năng lực của một cái người do năng lực tự nhiên do phước báo mang lại. Còn năng lực của các vị phạm thiên mà do các thiên nhãn thông á, thì do là tu tập. Do tu tập, họ chứng thiền họ mới có được những điều đó. Nhưng mà cái biết này, biết của các vị, thấy của các vị phạm thiên chư thiên á, thì nó cũng có giới hạn. Nó giới hạn ở đây là giới hạn về mặt không gian, giới hạn về mặt thời gian luôn, với mặt không mà thời gian. Còn cái giới hạn của những vị phạm thiên á, thì cũng có giới hạn, nhưng mà nó vượt trội hơn là cho so với lại các vị chư thiên ở các trời dục giới. Còn các vị mà thánh á, có cái được lậu tận thông á, hay hoặc là năng lực của một cái vị mà hoàn toàn giải thoát á, thì nó khác nữa, không khác nữa. Rồi cái vị mà gọi là như Đức Phật á, thì nó không có giới hạn, không có giới hạn. Đó là mình nói là Phật nhãn á, là không giới hạn. Như vậy thì ở đây con mắt của chư thiên á, thì đó là do năng lực tu tập. Thứ hai nữa là do năng lực phước báo mà các vị chư thiên đã có được từ con mắt. Thấy cái kình ảnh, hình ảnh ở cảnh giới này, hoặc thấy người này, thấy người kia. Đó là một trong những cái điều mà những vị chư thiên hay là những vị phạm thiên có được là do năng lực phước báo, năng lực tu tập. Do năng lực tu tập mà họ có. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái loại nhãn nữa, đó là ở đây gọi là tuệ nhãn. Tuệ nhãn, trí tuệ, đó con mắt trí tuệ. Thì con mắt trí tuệ ở đây đó, nó không phải là con mắt như chúng ta nghĩ, không phải là con mắt thịt, mà con mắt ở đây là do cái gì? Cái trí tuệ mà do cái sự, như chúng ta thấy ở trong Na Tiên Tỳ Kheo thì gọi là trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự sáng suốt, sự thấy thấu rõ, sự thấu rõ. Thì ở đây đó, nếu mà nói đến cái trí tuệ của một bậc thánh á, trí tuệ của một bậc thánh thì tùy. Ở đây đó là khi mà giai đoạn của một cái vị mà phàm sang thánh á, phàm sang thánh, như cái lộ đắc đạo, ví dụ là khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận ứng, chuyển tộc, đạo quả. Ở đây chúng tôi đang nói sơ đạo, tức là khai môn ở đây là tâm khai ý môn, tức là tâm khai mở khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ. Thì những cái giai đoạn này đó, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thì những giai đoạn này là hoàn toàn từ ở cái tâm đại thiện tương đương trí. Những giai đoạn này là những tâm đại thiện tương ưng trí. Đại thiện tương ưng trí làm việc đó. Những cái sát na đó là những cái tâm đó làm việc. Và tới giai đoạn gọi là đắc sơ đạo thì rõ ràng là tâm sơ đạo sanh khởi. Thì cái tâm sơ đạo này nó sanh khởi lên. Thì lúc đó là nó sẽ cắt đứt phiền não. Nếu mà từ tộc phàm sang thánh thì cái tâm sơ đạo có nhiệm vụ cắt đứt phiền não. Phiền não của tâm sơ đạo là gì? Một vị sơ quả đoạn trừ được ba cái kiết sử mà chúng ta thường được nghe trong kinh là gì? Thân, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy thì nhìn lại ở trong 12 tâm bất thiện thì vị đó đoạn được 4 tâm tương ưng tà kiến, 4 tâm tham tương ưng tà kiến và một tâm si hoài nghi. Một tâm si hoài nghi. Như vậy thì trong 12 tâm bất thiện vị đó đoạn trừ được 4 tâm thương tương ưng tà kiến hoài nghi, 4 tâm thương ưng và một tâm, thì ngay giai đoạn đó là gọi là tâm trí đạo. Mà ở đây có thể nói là trí tuệ sanh ở trong bậc đạo, gọi là bậc thánh đó. Chúng ta thấy thì từ ở cái bậc thánh đó, nếu mà đắc sơ, sát na của tâm đạo chỉ có một sát na thôi,
Nhưng mà nếu nó nói người là một hạng người, hạng người này là hạng người sơ đạo, hạng người này là hạng người sơ đạo, và sau đó thì hàng loạt tâm quả là tâm sơ quả, thì vị đó được gọi là sơ quả tu đạo quả. Sơ quả tu đạo quả. Thì quý vị thấy đó, sơ quả tu đạo quần á, thì vị này là có dễ vui gì đi nữa, thì vị này cũng không luân chuyển hoặc luân hồi quá bảy kiếp. Quá bảy kiếp. Và vị đó chỉ còn tái sanh trong cảnh giới vui thôi, và tiếp tục tu tập nữa. Nếu có dễ vui gì đi nữa thì cũng không sanh vào khổ cảnh, bởi vì đoạn được trừ thân kiến hoài nghi. Cho nên là vị này không có sanh vào khổ cảnh, chỉ sanh lại cõi người, hoặc là sanh về các cái cảnh giới khác rồi tu tập tiếp, đến khi nào mà chứng quả vị A-la-hán thì vị đó giải thoát thôi. Cho nên á, dựa vào đó mà bên tiếng Hán, Hán Việt người ta gọi là thất lai đó, thất lai, hay gọi là nhập lưu. Nhập lưu, nhập lưu tức là vào vòng thánh á, vào vòng thánh. Nhập lưu hay gọi là thất lai. Thất lai tức là bảy lần trở lại, lai là lại, trở lại. Thì có nhiều lắm thì vị đó cũng bảy lần tái sanh trở lại, mà nhớ là tái sanh trong cảnh giới vui chứ không có cảnh giới khổ. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ở đây. Atula đây. Thì ở đây đó là chúng ta nói đến cái gọi là cái trí tuệ của bậc thánh, trí tuệ của bậc thánh. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà từ có những vị đó, chúng ta thấy nè, có những vị thánh đệ tử của Đức Phật là chứng một cái loạt, cái rẹt một luôn, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn. Có những vị thì chứng quả tu đầu quần rồi ngừng đó một thời gian rồi chứng tiếp. Rồi có những vị thì chứng đến nhị quả, tam quả gì đó, rồi một thời gian mà chứng tiếp nữa. Thì tùy vào cái sự tu tập cũng như là cái phước báo ba la mật của mỗi vị. Dĩ nhiên thì ở trong cái việc tu tập nó cũng tùy vào cái phước báo, cũng tùy vào cái căn duyên của mỗi người. Cho nên là ở trong di dự pháp gọi đó, có thể nói rằng có những vị thì độn căn, tức là căn trí nó chậm. Rồi có những vị lợi căn, tức là căn trí nó mau, thì nó không có một cái sát na chuẩn bị trong đó thôi. Nếu một vị căn trí mau thì không có sát na chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nói đến cái việc mà gọi là tuệ nhãn ở đây đó, là chỉ cho cái trí tuệ của bậc thánh, hay là cái trí tuệ của bậc mà gọi là như là gọi là bậc hoàn toàn giải thoát đó. Trí tuệ của bậc thánh là vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong cái tâm trí đạo đó, đó từ ở cái bậc tu đầu quần tư đà hàm đó, tức là cái bậc nhị quả trở đi đó, thì không có gọi là chuẩn bị, xin lỗi, không có cái gọi là chuyển tộc ở đó, chuyển tộc ở đó không có cái sát na chuyển tộc, mà cái tên gọi khác gọi là vũ tịnh. Vũ tịnh là rũ bỏ, vũ tịnh là rũ bỏ, rũ bỏ, rũ bỏ, để rũ bỏ gì? Rũ bỏ bớt những cái phiền não, chứ không có chuyển tộc nữa. Bởi vì vị đó là bậc thánh đây, đâu có cần cái sát na chuẩn bị gọi là chuyển tộc ở đó, từ phàm sang thánh. Mà bây giờ đó là cái sát na gọi là vũ tịnh, tức là cái tâm của mình á, nó rũ bỏ bớt cái phiền não, chứ không cần phải chuyển tộc. Vì chuyển tộc là vị đó là bậc sơ quả rồi, thì bây giờ chứng nhị quả, tam quả thì cũng vậy. Nhưng mà vũ tịnh gọi là vũ tịnh, các ngày dịch đó là vũ tịnh. Vũ tịnh là rũ bỏ bớt cái phiền não còn lại nữa. Nếu mà chứng nhị quả, nếu mà chứng tam quả thì gọi là vũ tịnh. Chúng ta hiểu ở đây là như vậy. Ở đây có thể nói rằng đối với tuệ nhãn á, là một cái con mắt tối thượng mà trong kinh được nói ở đây, tức là nói đến cái trí mà khởi lên á, là con mắt tối thượng. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, dù chúng ta sanh ở cõi trời dục giới vui, ở chư thiên cục dục giới vui, từ tứ thiên dương đau lợi đấu sức dạ ma quá là thiên tha quá tự tại, hoặc là chúng ta sanh về ở các cái cõi mà trừ ra cõi tịnh cư thiên thôi, còn lại năm tịnh cư thiên, 16 cõi, 16 cõi sắc,
16 cõi sắc mà chúng ta trừ đi 5 cõi tịnh cư thì còn lại 11 cõi sắc. 11 cõi sắc trừ cõi vô tưởng ra nữa. Bây giờ chúng ta nói á, trừ 5 cái cõi tịnh cư ra thôi thì còn lại 11 cõi sắc. 11 cõi sắc đó thì chúng ta có gì đó thì một thời gian thì chúng ta, nếu là phàm phu thì chúng ta cũng phải luân hồi hoài. Luân hồi hoài. Và chúng ta cũng hết tuổi thọ rồi chúng ta lại sanh trở lại nữa. Rồi lại là tu tập rồi luân hồi thì sanh lên rồi trở lại nữa. Vậy đó là luân hồi mà. Luân hồi gọi là samsara. Tức là cái dòng luân hồi. Samsara là dòng luân hồi. Không có cái điểm kết của nó. Còn nếu chúng ta sanh vào cõi tịnh cư thiên ấy, là chúng ta đã chứng tam quả. Chứng tam quả rồi. Rồi ít ra là trong cõi tịnh cư thiên thì có ba cái bậc thánh. Bậc thánh tam quả, bậc thánh tứ đạo và bậc thánh tứ quả. Thì từ đó chúng ta tu tập để giải thoát luôn chứ không có trở lại nữa. Cho nên bậc tam quả gọi là bất lai. Dựa vào cái tính chất là các vị không trở lại cõi dục nữa. Cho nên là bất lai là không trở lại là vậy. Còn bậc A-la-hán thì gọi là bậc vô sanh. Là vì không sanh thì không sanh diệt. Không sanh thì không diệt. Thì từ đó các vị giải thoát luôn. Thì có thể nói rằng cái trí gọi là trí đạo ở đây đó là cái trí gọi là trí cao thượng, tối thượng. Không có gì bằng. Và đối với một vị mà trí đạo sanh khởi lên để vị đó trở thành một bậc thánh thì cái trí này là cái trí cao thượng, không có gì bằng. Không gì bằng. Bởi vì dù chúng ta sanh ở cảnh giới nào thì cũng còn luân hồi trở lại. Và luân hồi thì đối với các bậc thánh thì các ngài rất là sợ. Sợ luân hồi lắm. Chúng sanh thì phàm phu thì không sợ, chứ còn các bậc thánh thì các ngài là sợ luân hồi lắm. Và vì vậy đó cho nên là các ngài thấy luân hồi đó là một cái gì đó nó đáng ngán ngẩm. Và do đó đó, từ ở cái tuệ nhãn của một cái bậc mà thấy được cái đạo lộ giải thoát đó, đạo lộ giải thoát, các ngài thấy rõ ràng ở bên đây đó là sanh tử luân hồi, ở bên kia đó là chấm dứt sanh tử luân hồi, ở bên kia. Cho nên là trong kinh Pháp Cú có một cái câu là bến bờ sanh tử đông vầy, bến bờ giải thoát một vài người qua. Một vài người qua. Vì vậy cho nên là cái bến bờ sanh tử á, thì nó cứ chen chúc nhau mà đi. Người ta gọi là làm ma đưa lối, quỷ dắt đường đó. Bến bờ sanh tử đông vầy, bến bờ giải thoát một vài người qua. Tức là các ngài thấy rõ rằng cái sự luân hồi là đau khổ. Và từ đó các ngài mới nhàm chán. Nhàm chán. Rồi các ngài mới đoạn tận được cái ái tham. Khi mà đoạn tận được cái ái tham á, thì các ngài mới thấy được là cái nguồn gốc sanh tử nó không còn nữa. Cho nên là ở đây đó có thể nói rằng cái sanh tử là cái gì đó bắt nguồn từ ở vô minh, tham ái và chấp thủ. Do vô minh là không thấy rõ được bốn sự tật, tức là không thấy rõ được tứ thánh đế đó. Không thấy rõ tứ thánh đế. Vô minh là vậy. Hay là trong Di Diệu Pháp gọi đó đó là vô minh là gì? Vô minh là bất, vô minh là bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Chính cái vô minh đó chúng mình cũng có nghĩa là chỉ cho năm quẩn của chúng ta đó. Quẩn, xứ, giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái đã sanh, cái chưa sanh và cái đang sanh. Quẩn, quá xứ, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quẩn, xứ, quẩn thì 5 quẩn, xứ thì 12 xứ, giới thì 18 giới, căn cảnh và thức. Xứ thì 12 xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, tiệt xứ, thân xứ, ý xứ, pháp xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, vân vân. Thì chúng ta thấy ở đây đó là chính cái nguồn gốc của đau khổ đó là tham ái. Mà đối với một cái vị thánh á, thì đoạn trừ tham ái và vô minh.
thấy rõ cái sự luân hồi là khổ. Cho nên các ngài với cái trí tuệ mà thấy được như vậy đó, ở đây đó là cái tuệ nhãn, gọi là tuệ nhãn tối thượng, tuệ nhãn thấy thôi. Cho nên có một cái câu kệ ngôn mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy như thế này. Ngài dạy rằng ai vui thích với sắc thì ngài ấy vui thích với khổ, ai vui thích với khổ thì người đó không thoát khổ, ai ưa thích với thọ thì người đấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ, vân vân. Như vậy thì ai ưa thích cái gì đó thì đồng là người đó ưa thích với sự khổ, và người đó ưa thích với sự khổ thì người đó không thoát khổ, không thoát khổ. Vì vậy cho nên đối với bậc thánh á, mình có thể nói rằng á, trong ba cái loại con mắt này, tức là nhục nhãn, thi nhãn và tuệ nhãn, thì cái tuệ nhãn là một tối thượng, tối thượng mới thấy được cái nguồn gốc khổ, nguồn gốc gây ra khổ. Cũng nghĩa là một người giác ngộ về tứ đế, giác ngộ rõ về cái sự dẫn hành của giáo lý vậy, tức là 12 duyên nhân, rõ được những điều đó, thấy rõ được nguồn gốc sanh khổ là tham ái tập đế, và sự khổ là hiện hành, hiện có mà chúng ta đang có mà, và sự chấm dứt khổ đó là niết bàn, con đường đưa chấm dứt khổ là đạo đế. Như vậy thì trong kinh còn có giải thích cho chúng ta biết rằng ai thấy được sự khổ, đồng nghĩa bậc thánh mà giác ngộ được sự khổ, đồng nghĩa là vị đó giác ngộ được chấm dứt khổ. Cho nên chúng ta có đọc cái bài kinh ấy, Đức Phật ngài có nói là Như Lai xuất hiện ở đời chỉ dạy hai điều, hai việc. Một là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Nêu lên sự khổ ở đây có bao gồm cả khổ và tập, khổ đế và tập đế. Và sự chấm dứt khổ là diệt đế đó, và con đường đưa đến khổ tức là đạo đế. Đạo đế. Như vậy thì trong một cái câu ngắn gọn thì Đức Phật ngài nói là Như Lai xuất hiện ở đời chỉ nêu lên hai việc. Nêu lên hai việc. Một là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Như vậy thì bao gồm cả tứ thánh đế, bốn sự thật đó. Mà một bậc thánh á, mà giác ngộ chỉ cần thấy một sự thật thôi, đồng nghĩa là ba sự thật còn lại đều là thấy, đều là giác ngộ. Mà ở đây đó, trí thì chúng ta biết rằng có ba loại trí. Trí văn là nhờ chúng ta học hỏi thôi. Trí tư là nhờ chúng ta suy tư. Trí tu là nhờ chúng ta tu tập để đoạn trừ. Thì chúng ta đang có trí văn nè, chúng ta có một chút trí tư nè, chúng ta thì chưa có một cái trí tu, chưa có thật sự là đúng nghĩa trong cái trí tu. Và trí tu ở đây đó là khi nào mà tâm đạo sanh khởi lên, để mà tuệ nhãn sanh khởi lên đó, để cắt đứt được những cái phiền não đó, thì thật sự là lúc đó chúng ta có được cái trí tư, trí tu. Trí tu thì ở đây đó là khổ đế đó. Chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nêu khổ là pháp cần phải thấy. Parinyaya, Parinyaya Thamma, tức là pháp mà chúng ta cần phải biết. Nên chúng ta không thấy khổ, thấy khổ rồi chút rồi, rồi một chút là trở lại là cái bình thường rồi, hết khổ là bình thường lại, thoát qua cơn khổ là thấy bình thường lại, không thấm thía, không thấm thía, nhiều khổ lắm. Có khi chúng ta biết được một chút khổ nhưng mà rồi hết khổ với chúng ta là bình thường lại. Chứ chúng ta không thấm thía, không có thấm ngẫm ở trong đó được, chưa có thấm ngẫm được, chưa đoạn trừ. Cho nên khổ đế là Đức Phật ngài nói là dạy là pháp cần phải biết, Parinyaya Thamma. Nhưng mà tập đế tức là tham ái đó, thì Đức Phật ngài gọi là một pháp cần phải đoạn trừ, Bahatappa Thamma, tức là pháp mà cần phải đoạn trừ. Cái nhân mà đưa đến khổ đó là tập đế. Sở dĩ chúng ta bị khổ là do tham ái. Ái nó có nhiều thứ. Mà do ái cho chân nhân nên chúng ta sanh tử luân hồi hoài nè. Mà có sự hiện khởi trên cuộc đời này thì đó là nhân sanh khổ.
mầm vui sướng sanh ra đời, đó là sự khổ của cuộc sống này, sự khổ cuộc sống này. Cho nên cái khổ mà đưa đến chúng ta đó là do cái tham ái mà ra. Cho nên Đức Phật ngài dạy là tập đế chính là tham ái, mà tham ái là pháp mà cần phải đoạn trừ. Chúng ta tu gì tu mà không có đoạn trừ được tham ái thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn luân hồi, còn khổ quả. Và cái pháp thứ ba mà Đức Phật ngài nói diệt đế là pháp cần phải tắc chứng sách chí ca tắc ba tham á, tức là pháp cần phải chứng đắc, tức là niết bàn. Niết bàn không phải là cõi, niết bàn cũng không phải là giới nào hết, mà là một trạng thái đạt được khi chúng ta tận diệt được tham ái. Tận diệt được tham ái tức là bằng tâm trí đạo đó sanh khởi lên, tâm trí đạo đó sanh khởi lên niết bàn để có được cái sự an lạc đó. Cho nên trong câu pháp cú có gọi là nibbanam paramam sukham đó, tức là sự an lạc tối thượng, đó là niết bàn. Mà niết bàn là pháp cần phải chứng đắc. Và cuối cùng á thì Đức Phật ngài dạy rằng đạo đế là pháp cần phải tu tập, tức là chúng ta tu tập giới, tu tập định, tu tập tệ. Pha quê tấp ba thâm á, tức là chúng ta cần phải tu tập. Mà muốn được chấm dứt khổ, muốn được cái sự an lạc tịch tịnh của niết bàn thì phải thực hành con đường đạo đế. Con đường đạo đế. Cho nên có khi á, là có người họ không rõ, họ nói là tu tập tứ diệu đế thì nó sai bét luôn. Trong tứ diệu đế, trong bốn sự thật đó, chỉ có tu tập về đạo đế. Khổ đế là pháp chúng ta cần phải biết, tập đế là pháp chúng ta cần phải đoạn trừ, tức là tham ái, phiền não đó chúng ta cần phải đoạn trừ. Diệt đế là pháp mà chúng ta cần phải đạt chứng đắc. Nhưng mà tu tập á, là chỉ có tu tập đạo đế. Tu tập đạo đế ở đây đó là có thể là bát chánh đạo, hay là 37 phẩm trợ giác ngộ, hay là tu tập giới định và tuệ. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà nói như vậy đó không phải là dễ. Là gì? Cái việc tu tập của chúng ta đó là đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, bền bỉ và thực hiện một cách nghiêm túc, đều đặn. Không những một đời, hai đời, mà còn phải thời gian rất là dài. Chúng ta tu tập rất là nhiều, phải trau dồi rất là nhiều. Cho nên đạo đế là pháp mà cần phải tu tập. Pha quê tấp ba thâm á. Như vậy thì trở lại với một cái bài học hôm nay, Đức Phật dạy ba cái loại mắt, tức là mắt thịt. Mắt thịt tức là chỉ cho con mắt của chúng ta nè. Cái thứ hai là mắt chư thiên. Mắt chư thiên ở đây là chúng ta hiểu, ở đây gọi là đê quá chắc khu. Đê quá chắc khu tức là bao gồm cả chư thiên, phạm thiên và chư thiên và phạm thiên. Chư thiên và phạm thiên. Và chư thiên á, thì nếu mà có được thiên nhãn thông á, thì là do tu tập. Còn chư thiên mà sanh về các cái cõi trời dục giới mà họ có được cái thần thông, con mắt họ thấy xa đó, thì là do phước báo. Như vậy năng lực do phước báo và năng lực do tu tập, hai cái năng lực đó mà họ có. Rồi cái tuệ nhãn ở đây là chỉ cho các cái bậc thánh. Tuệ nhãn ở đây là chỉ cho các bậc thánh. Từ là bậc thánh sơ đạo, bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Từ cái trí tuệ của một bậc thánh này mới cắt đứt phiền não, hoàn toàn giải thoát. Vì vậy cho nên ở đây gọi là câu kệ ngôn mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là gì? Mắt thịt, mắt chư thiên, vô thượng mắt trí tuệ. Có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân đã tuyên bố trình bày sanh khởi của mắt thịt. Sanh khởi của mắt thịt, con đường của mắt chư thiên. Từ đấy trí khởi lên, tuệ nhãn là tối thượng. Ai chứng được mắt ấy giải thoát mọi khổ đau. Giải thoát mọi khổ đau. Thì ở đây trong nội dung này á, thì Đức Phật ngài dạy về ba cái loại mắt. Chúng tôi xin được chia sẻ với bấy nhiêu lời, cũng hết với thời gian. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nguyện cầu mong gia ta bảo gia hộ cho quý vị luôn được sự an vui tiến hóa trong Phật Pháp. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh Pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta, tu nữ chúng ta được an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú thần thai, con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tông đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa và Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính thỉnh